Xin chào mọi người, tôi là thạc sĩ, luật sư thành viên Lê Thị Hồng Vân và là giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Bixlin và đây là chương trình tư vấn pháp luật của báo Tuổi Trẻ. Tôi đến với câu hỏi của bạn Hồng Hạnh Nguyễn với nội dung câu hỏi như sau. Xóm tôi có tổ chức tiệc thức ăn thì do một nhóm hàng xóm tụ tập nhau cùng nấu. Nhưng mà không may sau khi bữa tiệc thì xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, nhiều người phải nhập viện. Tôi muốn hỏi là nhóm nấu ăn có phải chịu trách nhiệm bồi thường gì hay không?